Hello, chào các anh em, chào mọi thân mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về nốt hương Amber hay còn thường được gọi là hổ phách. Mình sẽ chia sẻ đến anh em về sự hình thành của nốt hương này là như thế nào. Trong ngành hương liệu pha chế thì các perfumer thường ưa chuộng sử dụng nó trong nhóm hương nào. Và cuối cùng là một vài chai nước hoa mình muốn gợi ý đến cho các anh em nếu như mọi người có hứng thú về Amber, ok. Và rất hy vọng các anh em giữ gìn sức khỏe trong những ngày dịch quá chán này, ok. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay, mùi hương Amber và những cái câu chuyện xoay quanh nó, ok. Let's go. Trước tiên chúng ta cùng nói về nốt hương Amber hay còn gọi là hổ phách. Có một điều các anh em cần hết sức lưu ý rằng Amber sử dụng trong nước hoa và Amber tự nhiên đó là hai cái gần như là không liên quan gì đến nhau. Có nghĩa là nó khác biệt. Tại sao mình lại nói như thế thì mình sẽ giải thích ngay bây giờ. Nói qua một chút về hổ phách tự nhiên, đó là những cái nhựa cây tồn tại hàng nghìn năm và sau đó nó hóa thạch, nó hóa đá. Và nó hình thành lên những cái viên đá có cái màu hổ phách nhìn rất là đẹp, một kiểu dạng màu vàng đậm, lại một chút đỏ. Đấy là với cái gì mình nhìn thấy. Và có một điều quan trọng nữa, đó là nó gần như không có mùi. Khi mà hổ phách tự nhiên phải dùng lửa để đốt thì nó mới có ra được một tí mùi, còn lại bình thường là nó không có mùi, gần như là không có mùi. Đó là câu chuyện về hổ phách tự nhiên. Còn Amber trong ngành nước hoa, đó là một accord. Accord ở đây có nghĩa là nó là sự kết hợp của 2 đến 3 mùi khác để tạo nên một cái mùi mới. Và ở đây Amber là accord của từ vani, benzoin và labdanum. Vani thì các anh em biết rồi, nó rất là phổ biến đó. Benzoin đó là một nhựa cây của cây bồ đề. Và labdanum nó là một nhựa cây của một cây nó gọi là rock rose. Thì mình cũng không biết là dịch có đúng hay không, nhưng mà mình đọc ở trên mạng, những tài liệu trên mạng thì hay gọi là cây hoa hồng đá được trồng, những cái bụi cây ấy, những cái bụi cây rock rose này ở vùng Địa Trung Hải. Và họ lấy nhựa labdanum từ những cái cây đấy. Thì Amber trong ngành nước hoa nó là accord của benzoin, vani và labdanum. Về sau này thì còn rất là nhiều, ví dụ như là gỗ đàn hương này, xả này, hoác hương vân 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 vân. Nói chung là tùy theo cái cách blend mùi của perfumer. Và khi mà họ pha cái accord này thì cái màu của nó giống với amber tự nhiên. Cho nên trong ngành nước hoa họ gọi đó là amber, chứ không phải là cái mùi của amber nó giống với mùi của hổ phách tự nhiên, mà chỉ đơn thuần là cái màu của cái accord này khi mà pha kết hợp giữa vani, benzoin và labdanum, nó có cái màu giống với hổ phách tự nhiên, chỉ có màu giống thôi, còn mùi là câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Với quan điểm của mình chỉ nên gọi amber là amber, không liên quan gì đến hổ phách tự nhiên cả, và lý do tại sao thì mình vừa giải thích rồi. Quay trở lại với chủ đề thì đấy là về nốt hương của Amber. Đối với cá nhân của mình, khi mà mình ngửi một cái mùi đặc trưng của Amber nó như thế nào, nó là một cái mùi nó giống, hơi giống với nhựa cây, một chút ngọt và hơi hăng hăng đó. Đấy là với cái cảm nhận của mình khi mà mình ngửi mùi của Amber đó. Thì trong ngành pha chế nước hoa, Amber rất được chuộng. Đời đầu tiên đối với mình, khi mà những kinh nghiệm mùi của mình thấy rằng nó rất được chuộng trong nhóm spicy, nhóm hương cay nồng, đặc biệt là warm spicy, cay nồng ấm. Fresh spicy, cay nồng nhẹ thì cũng có những chai nước hoa họ sử dụng như là tiêu, quả hương khô ấy, đó. Và cùng với cái nền của nó là xạ và amber, nó gọi là nền thôi. Nó giống như kiểu là nó tăng một cái độ mượt cho cái mùi cay nồng. Hoặc là warm spicy, cay nồng ấm thì thường mình thấy rằng họ kết hợp cùng với bạch đậu khấu này, tiêu, hoắc hương và amber. Thì lúc đấy cái mùi hương, cái thứ nhất là nó cay, nó mạnh nhưng nó vẫn có một cái độ hơi thơm thơm và cái độ mềm mùi, nó không thô. Thì tất nhiên đấy chỉ là cái cảm nhận của mình. Và nó cũng kết hợp rất là tốt với vani chẳng hạn, những cái vị ngọt, mùi hương ngọt cũng rất là ok. Với mình thì những cái chai mà có sử dụng nốt hương amber này thì đa phần đó là những cái mùi hương không đụng hàng.
nó rất là độc đáo, nó rất là thú vị. Nó không dành cho lần đầu tiên ngửi, nó khác hẳn hoàn toàn với các nhóm hương, các cái nốt sử dụng trong nhóm aromatic, nhóm hương thơm ngát hoặc citrus trái cây. Mà đây amber thì đa phần mùi hương của nó rất là độc đáo, không đụng hàng và cần thời gian để có thể thẩm mùi đó. Còn bây giờ thì mình sẽ gợi ý cho anh em vài chai nước hoa mà mọi người có thể tham khảo để có thể hiểu được mùi hương amber nó là như thế nào. Chai đầu tiên đó là một sản phẩm của nhà Maison Francisco Giant. Chai này có tên là Grand Soy. Đây là một chai có thể gọi là tiêu biểu của mùi hương amber. Nó là như thế nào? Với cái sự kết hợp giữa amber và vani rất là thú vị. Chai nước hoa này khi mà xịt thì mình thấy rằng không nên xịt thì ngửi bởi vì nó cảm thấy nó hơi nồng và nó hơi ngái ngái một chút. Thế nhưng chai nước hoa này hãy cứ để tự nó tỏa hương lên thì mình thấy nó rất là ok. Anh em nào muốn biết rõ mùi của amber là như thế nào thì Grand Soy là cái sự lựa chọn cực kỳ thú vị. Tiếp nữa là sản phẩm của nhà Hermes và có tên là L'Homme de Marvelise. Cũng lại là amber và vani nhưng mà ở chai nước hoa này nó không đậm đà, nó không dày mùi bằng sản phẩm của nhà Cochran. Mà ở đây chai nước hoa này bởi vì mình nghĩ rằng nó hơi có xu hướng thiên về nữ. Cá nhân mình thì mình thích chai nước hoa này. Khi mà mình mới xịt thì cái mùi vani đó, sau đó là cái mùi hổ phách, nó mix, nó kết hợp tạo nên cùng một cái mùi hương nhẹ nhẹ, nó hơi bám lên chân da, ngửi rất là thú vị. Các anh em có dịp thì cũng nên thẩm chai nước hoa này. Ok, L'Homme de Marvelise hoặc một sản phẩm của nhà Segluton Chigui. Đây là chai nước hoa với cái sự kết hợp của thuốc lá, của mật ong và một chút amber. Cho nên là khi mà mình ngửi mình cảm giác cái gì đấy nó nói thế nào nhỉ? Nó không thuần 100% là thuốc lá mật ong mà có một cái chút gì đấy khó diễn tả lắm. Nó khác với những cái chai thuốc lá mật ong mà mình thường được ngửi. Nói chung đây là một chai nước hoa rất là thú vị. Nhưng mà bây giờ thì theo mình được biết là những cái phiên bản mới của nó như là nó đã thay đổi công thức hay một cái gì đấy thì mùi hương có vẻ không được đánh giá cao. Mình không biết là so với bản cũ như này thì có gì thay đổi hay không. Hy vọng là nó không thay đổi vì Chigui mùi rất là thú vị. Một chai amber khác mà các anh em có thể tham khảo đó là Prada Lunarosa Esprit. Đây là một mùi hương kết hợp giữa oải hương, tiêu và amber. Ở chai nước hoa này thì nó chỉ là làm nền thôi, còn chủ yếu vẫn là oải hương và tiêu. Cho nên là một cái mùi cay nồng nhẹ đó và một chút ngọt nhẹ là nền. Rất là thú vị. Nhà Prada này luôn luôn làm rất là tốt những cái mùi hương kiểu quy hương lịch lãm ấy. Và Prada Luna Rosa Extreme thì cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà chai này thì hơi khó tìm. Mình nghĩ là như thế. Cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến cho các anh em Dark Cherry and Amber. Chai nước hoa này nó là sự kết hợp giữa cherry, quả cherry và amber. Rất là ngậy, rất là thơm. Nói chung mỗi người một quan điểm. Nhưng mình thì mình thích chai nước hoa này. Mình thích xịt chai nước hoa này vào mùa lạnh đó. Ngoài ra nếu như mà các anh em có điều kiện ấy, về kinh tế ấy, thì chúng ta có thể mua sản phẩm cao cấp, cái line Dior Privé, cái chai Ambre Nuit mùi hồng kết hợp với amber rất là vỗ tay. Chai rất là mùi ngon luôn. Các anh em nếu mà có điều kiện thì chơi luôn chai đấy là cực ngon. Còn nếu không, mình đặc biệt muốn nhấn mạnh Grand Soy của nhà Maison Francis Cochran rất là ok đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em nốt hương amber, nó thường hay được sử dụng trong nhóm hương nào với cái cảm nhận của mình và những chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo.
Video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em cảm thích video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị. Đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.